Chào các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về cách để duyệt qua các phần tử đối với vòng lọc hai chiều. Chúng ta sẽ tiếp nối với ví dụ trước của vòng lọc hai chiều của cổ mảng hai chiều. Để in ra thì chúng ta chú ý là đối với các cái mảng hai chiều ấy, thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng một cái vòng lọc for hai chiều. Chiều thứ nhất là chúng ta duyệt qua từng dòng của mảng. Chiều thứ hai là chúng ta duyệt qua các cái phần tử trong từng dòng của mảng. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lọc chúng ta sẽ duyệt qua các phần tử của mảng hai chiều đã khai báo ở trên. Vòng lọc ở bên ngoài thì chúng ta dùng để duyệt qua từng cái dòng của mảng. Còn vòng lọc ở bên trong thì chúng ta duyệt qua giá trị của từng cột ở trong mạng. Sau đó chúng ta in ra. Đây, để chúng ta có thể nhìn thấy là ở trong bài này ấy, chúng ta đã in ra giá trị của các cái phần tử ở trong mảng. Ở đây thì tôi đã có sửa lại một chút để cho dễ hiểu hơn. Tức là ở trong vòng lọc này ấy, thì chúng ta có thể thấy là đối với vòng lọc bên ngoài thì chúng ta có thể in ra cái dấu xuống dòng để nhìn kết quả nó trở nên đẹp hơn. Còn đối với vòng lọc bên trong, in ra giá trị của từng phần tử trong mảng thì chúng ta lại có thêm dấu cách để cho các phần tử nó được cách nhau, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thì như vậy chúng ta đã tìm hiểu về các cái ví dụ về mảng hai chiều, duyệt qua các phần tử của mảng hai chiều. Thì các bạn đã nắm được các cái cú pháp để chúng ta có thể khai báo, cấp phát và khởi tạo, sau đó là duyệt qua các phần tử của mảng hai chiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn học tốt.